Voi chín ngà, một hình tượng trong truyền thuyết xưa của người Việt đã được các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên mày mò, sáng tạo trong mô hình đèn Trung thu năm nay. Chúng em cảm thấy rất là phấn khởi cũng như là hào hứng về cái hoạt động này, bởi vì đây là một hoạt động có thể nói là mang đậm nét văn hóa thì là chúng em rất ít cơ hội để được trải nghiệm. Để mà làm được cái này thì chúng em đã chia ra 3 ban, gồm có ban khung này, ban vẽ và ban may vá. Thì là mỗi ban sẽ đến trong một giai đoạn nhất định để mà làm. Ngoài ra thì các ban có thể hỗ trợ nhau để đến làm cho đẩy tiến độ nhanh hơn. Những khâu hoàn thiện cuối cùng của mô hình đèn Trung thu mang tên Ấm trà. Hơn một tháng nay, đoàn viên công đoàn và thanh niên công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh đã tranh thủ dành thời gian tan ca để cùng lên ý tưởng và sáng tạo mô hình đèn với hình ảnh vừa thân thuộc vừa là biểu tượng của quê hương nổi tiếng với danh xưng đệ nhất danh trà. Khó khăn nhất là trong công việc tạo dựng khung, sau đó thì là về vấn đề đó là đi đường dây điện. Thì để mà đi đường dây điện này thì nó rất mất nhiều thời gian và cần những ý tưởng làm sao để cho cái đèn của mình lên có thể là đẹp nhất, cân đối trong hài hòa về ánh sáng. Còn đối với những bạn trẻ là du học sinh tại Thái Nguyên, tham gia làm đèn và rước đèn Trung thu là cách để họ hiểu thêm về một nét đẹp văn hóa truyền thống của đất nước mà mình đang sinh sống, học tập, cũng như mang văn hóa của quê hương tới bạn bè quốc tế. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia đêm hội Trung thu tại Việt Nam và tại Thái Nguyên. Tôi rất háo hức và chờ mong tới đêm hội để có thể biểu diễn mô hình đèn, mô phỏng theo chiếc xe Jeepney. Đây là loại xe phổ biến, là phương tiện giao thông công cộng chỉ có ở Philippines. Hy vọng chiếc đèn sẽ được mọi người đón nhận. Ở đất nước chúng tôi không có lễ hội Trung thu, bởi vậy chúng tôi rất đón chờ lễ hội này. Chúng tôi sẽ mang đến lễ hội mô hình đèn có tên gọi là Kabuk. Đây là biểu tượng của đất nước chúng tôi. Dù đang xa quê hương, nhưng chúng tôi vẫn mong muốn lan tỏa nét đẹp văn hóa đặc trưng của đất nước mình tới bạn bè Việt Nam. Mỗi khi Tết Trung thu đến, không chỉ trẻ em mà cả người lớn đều háo hức được rước đèn Trung thu. Đây là một truyền thống văn hóa đặc trưng của dân tộc, nơi mà ánh sáng lung linh của hàng ngàn chiếc đèn nhỏ hòa quyện với tiếng cười rộn ràng và niềm vui trẻ thơ. Bởi vậy, mặc dù Trung thu trong ký ức của thế hệ đi trước rất khác so với hiện giờ, nhiều tục lệ hay đồ chơi dân gian đã bị mai một theo thời gian. Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều người trẻ nặng tình với truyền thống dân tộc.